Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin chính sự buổi chiều tối ngày 15 tháng 4 năm 2024. Ngày hôm qua cái buổi chiều tối tôi bị ngắt bởi vì là có hai cái video về cái chỗ Iran và Israel. Cho nên là cũng cáo lỗi quý vị, có một số quý vị là đến đêm khuya rồi vẫn gọi điện hỏi là có ra không. Thì đúng là rất là xin lỗi các bạn nha. Chứ đúng ra là chuyên nghiệp là cũng phải xin lỗi hoặc là nói trước đấy, nhưng mà tôi nó cũng thứ nhất cũng già lẩm cẩm rồi chắc, hay cái thứ hai nó cũng mệt đấy các bạn, cái là ngày cuối tuần nó cũng có cái việc riêng, cho nên cuối cùng là tôi nghĩ là tôi được ba cái là coi như là ra là coi như là đủ xem rồi. Hay cuối cùng cũng có số người này nói là như thế là cái Ukraine thì còn thiếu một cái, còn cái Iran thì thừa một cái, thì sau này quý vị hiểu dùng cho cái và thông cảm. Còn nếu mà tôi nhớ, nói chung là cũng không có nhớ được các bạn, thì cũng phải có một cái video hoặc là có mấy câu nói rằng là hôm nay nó không ra, ví dụ thế, để tôi rút kinh nghiệm. Rồi cái tình hình mà tại Iran và Israel này thì người ta nói nhiều lắm rồi, râm ra trên tất cả các báo đài, các hệ thống thông tin đại chúng cũng như các kênh, người ta cũng nói nhiều, cho nên chúng ta chỉ nói sơ lại một tí thôi. Thì như chúng ta biết là coi như là hiện nay là Iran là đang tập trung rất nhiều các cái vũ khí, các cái gọi là tên lửa là đang dọc ngang ở dưới hầm, dưới này cái hầm ấy các bạn nhé, cái này nó là cáp cho nên nhiều khi là đào dưới là nó cũng dễ cũng sướng. Thế thì và bên Mỹ người ta cũng đang ùn ùn đưa các khí tài bổ sung cho Israel. Israel chúng ta biết là đánh từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 7 tháng 4 là 6 tháng rồi, hay là 14 tháng 4 tức là 6 tháng một tuần. 15, 6 tháng một tuần, 188 ngày. Thì coi như nó cũng mệt mỏi, rệu rã cả rồi, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Thế là bây giờ bắt đầu đang chuẩn bị thở một cái nhẹ nhàng cái chỗ Hamas rồi. Tức là coi như Hamas tiêu diệt là nói chung là cũng là yếu rồi. Còn con tin thì cũng chưa đâu vào đâu, nghe nói còn khoảng 50 con tin. Nhưng mà nếu tình hình này thì cứ nhùng nhằng mãi, cũng không ai chịu thua ai hết. Rồi đã thế thì thôi nghỉ ngơi, thì tự nhiên lại bợp cái sứ quán của Iran, thế là đâm ra bây giờ ra lại xin chuyện. Iran cũng đâu gây sự gì đâu, nhưng mà ngày hôm nay là bắt đầu là Liên Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Quốc là coi như là đang chửi nhau âm. Thế là đại sứ Nga, tức là phó đại diện của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Quốc hôm nay cũng đã nói rằng, chỉ trích là cái việc mà đại Hội đồng Bảo an Liên Quốc là họp khẩn trương theo yêu cầu của Mỹ để bàn về vấn đề là Iran tấn công Israel là một sự đạo đức giả và tiêu chuẩn kép. Hiện nay đang cãi nhau, ông nọ ông kia cứ đứng gân cổ là coi như cái gân chỗ cái cổ đấy là coi như nó nổi lên, là các bạn biết là giống như ca sĩ mà lúc mà rống lên đấy là coi như nó to chỗ cái gân ở hai bên cổ đấy. Thế thì nó đang gân cổ, đang cãi nhau. Thế thì coi như là, và cáo buộc Iran như thế là coi như là vi phạm, như thế là đánh một cái thằng coi như là nó ngổ ngáo nhất lớp, như thế là mà dám đánh nó là coi như cả gan, là như thế là không được. Và như thế là thế giới cần phải trừng phạt. Rồi những cấm vận ABC thì xưa nay thì người ta vẫn bị trừng phạt, vẫn bị cấm vận đây. Chứ có phải là xưa nay mà tự do thoải mái với quý vị đâu mà nói thế. Đấy, thế này coi như chúng ta biết là một cái thằng ngổ ngáo nhất lớp mà bị bợp một phát như thế thì rõ ràng là nó sẽ đánh lại. Và chúng ta cũng đã biết rồi. Thế là Mỹ thì phải trấn an ngay. Bởi vì là không phải là Mỹ sợ hoặc là Mỹ ngại Iran, nhưng mà sợ cái thằng này nó bốc đồng quá. Nên là nhiều khi là giống như là người ta mới tát cho một cái mà chạy về lấy dao đâm chết người ta thì là coi như là tọa đọa ra nữa. Tức là mới đầu là cái lỗi thôi, cái lỗi mà coi như đánh qua đánh lại, mà có khi mà lụi cho người ta chết thì nó là thành cái tội, là coi như là thành án hình sự, là coi như là thành toi. Tóm lại thế, cho nên anh Mỹ anh cao tay hơn thì anh nói thế, với lại anh gọi thằng ngoài, anh là viện trợ, anh là thằng cung cấp, rồi anh nuôi dưỡng, rồi anh nói chung là anh này có tầm nó cao hơn về mặt vũ khí rồi về mặt chiến lược. Bởi vì anh này sẵn đập quốc tế, còn anh này sẵn đập khu vực thôi. Thì thôi thì cuối cùng là cũng phải nghe. Thì nghe đây không phải nó có là sợ, nhưng mà rõ ràng là gác tay lên trán là qua một đêm thì chúng ta biết là rõ ràng là không nên đánh ngay. Đánh ngay thì có khi là nó chưa chín. Đấy, và không đạt được các mục tiêu. Đấy, và mà đánh ngay rồi chắc gì đã thắng. Đấy, nó lại thua nữa thì sao? Ví dụ thế. Thế còn Iran mà đánh Israel thì chúng ta biết rồi. Tức là bên kia thì nói là trả được cái gì, nhưng mà bên này thì nói là đạt được các mục tiêu. Đấy, thì cộng đi, trừ lại thì chúng ta thấy là rõ ràng là đã trúng mục tiêu, mà bên Israel cũng nói trúng mục tiêu là được rồi. Nhưng mà bảo trúng nhẹ mà nó trúng ngoài da thì vẫn chả thua gì. Nhưng bên kia thì bảo đánh trúng mục tiêu và đã đạt được thành công.
tức là chiến dịch là thành công. Ngoại trừ một cái là rất là bực, đó là anh Jordan thì chúng ta đã biết rồi. Thì Jordan mà lần tới đây mà coi như như thế nữa thì Jordan sẽ trở thành mục tiêu của Iran. Đấy là điều chắc chắn. Và hôm qua chúng tôi cũng có một số cái thống kê về cái lực lượng của hai bên. Đấy, nhưng mà thông thường ấy, người ta nói là kiểu như đánh nhau trên bộ thì người ta mới thống kê bao nhiêu bộ binh bọn nọ kia, thí dụ như là lực lượng phòng vệ của Israel đang đánh Hamas, đấy là người ta phải tính cái đấy thì đúng, hoặc là Ukraine và Nga đang xung đột đánh nhau trực diện trên chiến hào, thậm chí cùng một chiến hào luôn, ném lựu đạn cay nhau ấy, thì nó gọi là nó là trực diện. Nhưng mà đây là hai cái nước này thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn nó xa nhau đấy. Xa nhau cách nhau một vài nước, cách một hai nước thế là mệt rồi. Bây giờ cứ bắn qua bắn lại cái không phận đấy là nó đã thấy mệt rồi, chứ kia nó trực tiếp bom cái là dễ. Cho nên cái chỗ này thì nếu mà đã đánh nhau thì nó có vẻ là mang tính là khu vực, nó sẽ mang tính khu vực, bởi vì nó đụng đến đủ đủ tràng hết. Cái thứ hai là nó sẽ cường độ cao, bởi vì là anh không đánh trên bộ thì nó bao giờ chậm rồi, đi xe tăng mà còn chậm nữa thì đi bộ còn chậm hơn nữa, thì coi như đây nó chỉ có bằng không kích đấy, bằng coi như là tên lửa đấy, UAV các loại. Tóm lại là nó cái nếu mà hai ông này đánh nhau thì nó lại mang cái tính chất khác đấy, chứ người ta không thể đọ bằng là coi như là tao cơ bắp hoặc là tao là nặng là 70 kg là mày là coi như là 62 kg là coi như không 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 chơi kiểu đấy được. Tức là nó tóm lại nó có những cái so sánh khác nhau. Ở trong đây tôi muốn nói cái so sánh về cái số tiền mà bỏ ra cho quân đội một năm của Israel, tức là 24 tỷ 24,4 tỷ đô la Mỹ, trong khi của Israel thì là 10 tỷ 10 tỷ cũng lớn. Thế thì chúng ta thấy là nếu mà anh cứ xài là coi như là ngày hôm qua bên bên này xài coi như là hết là coi như là 250 cho đến 300, cho 300 luôn đi thì là coi như bên kia hết 1 tỷ, hơn 1 tỷ, 1,33 tỷ thống kê rồi, tức là anh gấp 3 lần rưỡi để cho đến 4 lần tiền. Thế thì trong khi đó là coi như 2,4 tỷ so với 10 tỷ của anh kia thì là gấp có 2,5 tỷ. Tức là tiền anh có hơn tôi là 2,5 lần, 2,5 lần. Nhưng mà coi như cứ mỗi lần choạng nhau thì coi như ông mất 4 lần. Thì tóm lại là nếu mà choạng nhau thì Israel chết trước. Nôm na là như vậy. Đấy là chưa nói là anh mua đất. Đấy, bây giờ Mỹ mà đã bán hàng là bán là chỉ có đất, bây giờ gọi là hại điện, cái gì? Hiện đại là hại điện thôi. Đương nhiên là như vậy rồi. Rồi là anh phải chờ, phải đợi. Chứ anh không có sản xuất tại chỗ. Đấy, trong khi Iran thì nó sản xuất tại chỗ, và có thể nói ngành công nghiệp của Iran từ cái khi mà có cái xung đột của Nga và Ukraine, rồi cộng thêm trước đây cũng cứ nhùng nhằng cái chỗ Iraq, rồi nhùng nhằng với lại Israel, với lại Hezbollah, rồi Houthi, rồi Hamas, vân vân, thì rõ ràng anh sản xuất rất nhiều. Thậm chí Hezbollah người ta nói bây giờ là có từ 80.000 cho đến 100.000 cái đầu đạn tên lửa các loại, thì rõ ràng là từ Iran. Anh nói cái khác là bây giờ nếu mà đánh lâu dài thì thằng nào có năng lực dài hơi hơn thì thằng sống, thằng nào ví dụ như là một tỷ thì mày mua được là coi như là ba cái tên lửa, thì ta đây 1 tỷ ta mua được 10 cái tên lửa, nó khác nhau đấy các bạn nhé. Mà ta không cần mua mà ta sản xuất luôn chứ không phải mua. Cho nên nếu mà người ta nói lâu dài, đánh lâu dài thì chắc chắn là Israel sẽ thua. Mặt khác nữa là Israel Iran thì người ta gần như là tự được cánh sinh là chính, chỉ mới bây giờ bắt đầu với ông Nga bắt đầu với tương tác thôi, nhưng mà chủ yếu vẫn là cung cấp vũ khí cho ông Nga, chứ ông Nga chưa vũ khí cho ông này, có thể là đưa về công nghệ, cũng có thể có một chút vũ khí nữa. Nhưng mà rõ ràng là Iran đứng về mặt tự chủ, về mặt công nghiệp quốc phòng thì rõ ràng là hơn Israel. Hay nói cái khác, nếu mà đánh liên tục thì coi như bên kia, bên Israel sẽ không có sự cung ứng về mặt khí tài kịp thời để mà đỡ các cái đòn của Israel, của Iran. Đấy, chúng ta phải phân tích như vậy thì chúng ta nhìn ra một cái, nó rõ ràng ra một cái vấn đề nó rất là sáng. Trong khi đó thì Iran là chỉ có thể là Mỹ là nhảy vào đánh, mà nếu Mỹ vào đánh thì Mỹ đã cân nhắc, cho nên Mỹ không 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 muốn vào. Còn khi nào mà đánh mà tận diệt nhau, có gọi là có thể là gọi là hủy diệt lẫn nhau thì lúc đấy là Mỹ mới vào. Thì bởi vì khi mà Mỹ vào thì Mỹ cũng xác định là 58.000 quân ở đây cũng phải lên đường thăng thiên đấy thì sẽ vào. Mà nếu mà chừng đấy người Mỹ mà lên đường thì rõ ràng là một bài toán rất khó cho Mỹ đấy, cho nên Mỹ phải cân nhắc. Bây giờ có thể tiêu diệt được Iran hay không thì khẳng định không tiêu diệt được. Bây giờ có thể bóp chết Israel không, không bóp chết được, nó có thể ngắt ngoại, hai bên đều ngắt ngoại chứ không bao giờ bên nào chết hết. Thế thì đánh nhau làm gì, hay tóm lại thì để đánh để làm cái gì? Cho nên là chúng ta thấy là nếu mà đánh liên tục, đánh cường độ cao
thì rõ ràng qua cái phân tích của chúng tôi thì chúng ta thấy rằng là Iran là nó có lợi thế hơn, tên lửa rất nhiều, súng đạn rất nhiều và coi như tự làm được. Còn bên kia mà cứ đỡ căng mình ra một cái xong cái lại phải nghỉ cái để ta nhập hàng đã, nhập hàng xong rồi ta nhập hàng xong rồi ta bảo mày lại đánh tiếp đi, ta đỡ được đây này. Đấy, cái kiểu như thế thì làm sao đánh được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta nói đang nói trở lại, tức là chỉ Israel có thể đánh Iran và Mỹ có thể hoặc không, nhưng mà trong khi đó thì Israel thì là nó vây quanh đấy, là Hezbollah phía bắc, Hamas ở trong dải Gaza, Houthi ở phía nam, Jihad ở Palestine ở bờ tây, rồi các cái lực lượng kháng chiến khác của Syria ở ngay bên cạnh Golan. Đấy, tức là đứng đứng về mặt sự bao vây, khi mà đánh nhau thì rõ ràng anh có chỉ lo một một cửa đó, khác với anh phải lo ba cửa bốn cửa, gọi là tứ bề đó thọ địch thì nó phải khác hơn là một bề thọ địch chứ. Đấy, cho nên là nó xét đi xét lại, nhưng mà vì cái tính ổ ngáo của anh chàng này, vì là thành công từ bột, vì cái thằng xưa nay là hô một tiếng là búng tay một cái là có khí tài vũ khí hiện đại mới, nó gọi là mất sức đầu mẻ trán, là tức là gọi là cái gì đấy, công tử mà dây vào cái gai mồng tơi một cái là thằng Anh, thằng Pháp, rồi Mỹ, là tất cả là cái thật rêu rao, rồi G7, rồi biết họ tuyên bố lên án Iran như thế là không có được, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Thế trong khi Israel vi phạm thì không ai nói năng gì hết, câm như thóc. Mà rõ ràng hiến chương Liên Hợp Quốc thằng nào ngồi đấy bây giờ nhờ cái diễn đàn đấy mà ngồi mà cãi nhau, thì mình ngồi cãi nhau thì cho vui thôi chứ cũng chả giải quyết được gì. Hôm nay thì mày làm sai thì không ai nói, bây giờ ta làm sai cái thì là mày lại nói thì sao được. Thế thì là nó không có một cái chức năng gì hết đấy, nhưng mà nó cũng có vui cái chỗ mà đến mà cãi nhau cho vui, chứ là bây giờ là mà cũng có cái chỗ mà để nói chuyện. Tóm lại thế, chứ bây giờ cứ đánh nhau thế là bây giờ muốn nói chuyện thì bây giờ đi đâu nói, lại phải đến cái chỗ đấy nói. Thế bị cải tổ thì cải tổ, thì từ từ về phương pháp cách làm, về cái như vị trí như thế nào, rồi thành viên gọi là thường trực ra làm sao, quyền phủ quyết như thế nào, từ từ tính. Chứ bây giờ Ấn Độ 1,5 tỷ dân thì lại không có một cái gọi là được cái ghế thường trực, mà trong cái đó này là ông Pháp là có mấy chục dân thì lại có một cái ghế thường trực. Đấy, nó là không thể chấp nhận được như vậy. Một cái ông Brazil là to hết gần bằng gần hết cái châu Mỹ, Nam Mỹ. Đấy, to gần bằng cái Nam Mỹ thì là không có một cái ghế nào, thì cái ông Anh bé tí tẹo thì lại có một ghế thường trực Hội đồng Bảo an. Đấy, cho nên là không được. Rồi ông Ấn Độ là lớn thứ ba trên thế giới. Là thứ ba thứ tư, diện tích thì rất lớn nhưng mà còn kinh tế thì đang chén vào thứ ba thứ tư thế giới, thì cũng không có ghế thường trực, mà lại mấy cái ông là coi như là ông Anh ông Pháp này thì coi như là đứng thứ mấy đâu, đứng là 6, 7, 8, thậm chí trôi xuống 10 nữa mà coi như là cũng có một ghế thường trực. Cho nên xét ở góc độ nào là hiện nay thì là cái ghế thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là không hợp lý, chính vì không hợp lý cho nên người ta không nghe. Mày có bây giờ mình có 10 triệu dân mà mày nói với cái thằng 100 triệu dân thì bảo là chúng mày phải nghe tao sao được, nó khó lắm các bạn. Cho nên là cải tổ đấy, có thấy nhiều bạn là cũng là chúng ta tất cả đây đều rất là bức xúc về chỗ Liên Hợp Quốc, nhưng mà nói thật là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ông còn bức xúc hơn chúng ta. Ông nói đấy, bây giờ ngày nào cũng đầu rơi máu chảy ở cái chỗ Gaza đấy mà không ai ngứa ngáy gì hết. Chứ một hai cái thằng lính bây giờ, một cái con bé là coi như 7 tuổi coi như là bị trắc da hay gì đấy là bắt đầu nó tụt tòa loe, nó đang cãi nhau coi như là như phổi bọ đại hội đồng ở đây quốc. Thế trong khi 33.000 dân Gaza vô tội thì bây giờ bảo đánh Hamas đâu, hồi xưa nói đâu có một vài lữ đoàn mà bây giờ sẽ tới 33.000 như thế này thì là bao nhiêu, tức là mỗi người dân là một chiến sĩ à, hay thế nào tôi cũng không hiểu cái chỗ này. Cho nên cái lập luận này nó lập luận của kẻ mạnh, lập luận này của kẻ bố láo. Chứ Nga nó cũng có cái lập luận nó cũng mạnh, nhưng mà nó đâu lập bố láo đâu, nó không bố láo như vậy. Cho nên bây giờ thì chúng ta tính cái lực lượng là không quân thôi, và cái lực lượng tên lửa phòng không không quân tên lửa các cái loại đấy. Thì nếu mà nói về không quân thì rõ ràng là bên Israel lại nhịn hơn bên Iran, bởi vì anh có F-15, F-16, F-35 cũng rõ ấy, là anh có 612 cái máy bay, trong đó 66-15, 175 cái F-16, rồi 27 cái F-35 tàng hình, trong khi là anh Iran thì chỉ có 551, tức là thua 60 chiếc. Nhưng máy bay của anh thì máy bay cũ rồi, nói chung là già rồi. Cho nên bây giờ anh phải phát triển theo cái dạng tên lửa thôi. Và nói chung là Iran nếu mà chiến với Israel là bây giờ thứ nhất là anh phải lo cái hệ thống phòng không, cái thứ hai là anh tên lửa, đặc biệt là cái loại siêu vật âm.
bụp một cái là coi như không có thằng rôn riết nào, ai rôn gọi là rôn đâm, tức là tức là vòm sắt gì hết, là không, không có lại được. Chứ còn ông bắt đầu ông đi, bắt đầu tôi bấm nút này. Đấy, bấm nút này. Cho nên cái vừa rồi mà có thể nói là bên nào nói là chiến thắng, và bên nào bên này thì nói bên kia là chiến bại, coi như là tấn công là thất bại rồi. Thế bên kia thì là bên 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 Iran nói là coi như là vào trúng tất cả các mục tiêu. Đấy, thì là coi như chúng ta thì cũng không tin, tóm lại là coi như giấu giếm hết. Chúng ta biết là bây giờ bên 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 Ukraine mà người ta còn nói là từ khi mà chiến dịch đến giờ mà mới có 31.000 lính Ukraine chết thì còn còn được nữa, mà thì nói cái chuyện mà ta có vấn đề gì đâu, nó làm cái mấy trăm quả tên lửa với UAV có vấn đề gì đâu, thì cũng chịu thôi. Đấy, tất cả đều là bưng bít hết các bạn nhé. Đấy, thế thì bây giờ là Israel nói chung là căng hết cỡ rồi, nếu mà đánh trong 3 đêm như vậy thì là coi như là không biết chuyện gì xảy ra. Mà anh Iran thì anh nói là bọn mình ấy có thể tặng cậu 50 lần như vậy, 50 đợt tấn công như vậy nữa. Cho nên là để có nói sức mạnh của Iran, có thể là anh cũng nói quá chứ không phải là anh nói đúng, nhưng mà rõ ràng là bây giờ chỉ cần một cái tên lửa mà hiệu quả như cái kiểu dạng Kinzhal gian thì nó lại phải nó hơn hẳn là coi như là năm năm 10 cái Iskander ấy, thì bây giờ anh phải đi theo cái hướng đó mà đánh. Và cái hệ thống phòng không, rõ ràng bên này là coi như là nó là phòng thủ, mà nó lực lượng phòng thủ cho nên nó phòng thủ rất là tốt. Chứ còn bây giờ ba xe tăng nhất các thứ là hai bên là gần gần ngang nhau, tàu chiến cũng chả bao giờ đi đến nhau. Ông Iran cũng chả việc gì ông qua tới địa Trung Hải, mà ông Israel cũng chả việc gì ông phải vào vùng vịnh, vào tới đây làm gì, vào tới đây vào họ mất là hốt đầu rồi, hốt xác rồi, không sao vào cho được. Chúng ta lại nói qua một tí để chúng ta thấy là các cái vấn đề nó là như vậy. Và cái chuyện mà không chưa trả đũa thì có thể là nó cũng không nên thời điểm này, chứ còn trả đũa tôi nghĩ là chắc chắn trả đũa. Mà nếu mà trả đũa tức là nó sẽ là vui đấy. Đấy, tôi nói là game đấy, chứ không phải là rất là chứ không phải đùa đâu. Thì bây giờ chúng ta vào cái chỗ cái thành phố Tel Aviv. À, là cái thủ đô cũ, gọi là thủ đô cũ của Israel. Chúng ta nói thế chúng giải lao một tí, chúng ta vào xem ta biết nó có cái gì không. Nó cũng nói chung là cũng giàu đấy, thành phố đấy. Chúng ta thấy cũng có những cái màu sắc của cái giống như là vùng vịnh này, giống như là Địa Trung Hải đấy, có những rất nhiều cây dừa và cái màu đó rất là bạc bạc như là cát đấy. Tất nhiên đây chỉ là một cái điểm của Tel Aviv thôi. Thì chúng ta có thể xem cái đường phố của nó này. Đây là viết về đêm. Có lẽ cái chỗ này đặt nhất cho nó cứ quay quay cái chỗ này. Có lẽ cái hệ thống phòng thủ Tel Aviv nó ngay ngoài biển Địa Trung Hải, nó cũng không được an toàn, cho nên là ông Trump ông ấy muốn đưa vào cái Jerusalem và bây giờ muốn lấy luôn cái đông Jerusalem của người Palestine, bởi vì ông không có tổ quốc mà ông đòi có thủ đô, nên nó chơi cái bài gì nó cũng là kẻ cả ấy. Rồi chúng ta rời khỏi cái Tel Aviv. Bây giờ chúng ta đến Tehran là thủ đô, mà hai anh này sao mà cái tên với lại cái ấy cũng hay, tên là đều bắt đầu chữ Y, mà ông thì là Iran và ông là Israel, còn ông kia là Tel Aviv thì ông này là Tehran, tức là T, mà chúng ta biết là Tehran là nó ghê gớm lắm, từ năm 1943 44 là coi như là các đại ca tới đây họp năm 43 Tehran đấy các bạn, tức là hồi đấy ông nguyên soái Stalin rồi ông Roosevelt và ông Churchill của Anh, Roosevelt của Mỹ là tới đây họp. Và chúng ta biết là rõ ràng là nó cũng là một cái gì của thế giới đây, chứ đâu có phải là vớ va vớ vẩn đâu, không bắt nạt nó được đâu. Đây là trong cái trong nhà này, trong cái chỗ bệnh viện này là
Nói tóm lại là từ cái lúc mà đánh nhau đến giờ là tôi thấy là vào các cái phố xá của cái của chúng ta có vài cái câu chuyện về Iran và Israel vậy thôi. Các bạn cũng xem cũng có nhiều cái kiến thức, nhiều cái thông tin rồi. Thì bây giờ bên Mỹ thì chúng ta biết là từ cái hôm mà qua đến hôm nay thì Quốc hội Mỹ đã họp rồi và Hạ viện Mỹ đã thống nhất là sắp tuần tới này sẽ có một cái gói hỗ trợ cho Israel và Ukraine luôn. Đấy. Mà trong khi đó là riêng Israel sẽ khẩn trương đầu tiên. Thì ông Michael Johnson, tức là ông chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã tới biệt thự riêng của ông Trump ở Malasco, thì chỗ mà Miami đây này. Đấy, hôm trước là chúng ta đã vào đây rồi. Thì trong cái bài phát biểu đấy thì nói như vậy. Bởi vì là làm sao, tức là tại sao có cái vụ Ukraine trong này, tất nhiên nó kết hợp kẹp luôn vào cái gói của Israel thì thông qua. Nói chung thông qua dễ bởi vì là chỉ có vướng cái chỗ Hạ viện thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái ông này cũng đang sợ bị phế truất, và cái ghế của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nó bắt đầu gần tương đương, gần bằng nhau. Mà nếu mà nó hơn hai ghế nữa là bên này là mất đi hai ghế thì nó là lại nắm Hạ viện. Cho nên là chắc là cũng là thôi, cứ cứ gọi là dĩ hòa vi quý đi, để mà thông qua để mình ngồi yên được cái ghế đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì vừa tới Mar-a-Lago này của ông Trump, thì qua cái phát biểu tại chỗ đó thì rõ ràng người ta thấy à, ông Trump nó cũng cũng đưa đấy, nó cũng nói thì nó nói Ukraine vậy thôi, chứ ông cũng cũng sẵn sàng nếu mà thấy có lợi cho nước Mỹ, vân vân. Tóm lại là một cái động thái thì thế, nó sẽ có lợi cho các cái gọi là chính trị gia của Mỹ, nhưng mà rõ ràng là nó có lợi cho Ukraine, chắc chắn là như vậy rồi. Ai cũng nói bây giờ là thua thắng gì đấy, nếu mà bây giờ mà lại lao vào quyết không cho Nga thắng thì là cứ lao vào. Và chúng ta Đức là đã có một cái Patriot rồi, hôm nay tiếp tục một cái khẩu đội thứ hai các bạn nha. Mà cái thứ hai thì sẽ, tức là đang đến. Một cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta biết rằng là Kuki tức là Zelensky á, thì đã nói với Mỹ và nói với phương Tây rằng á, là nếu mà quý vị mà coi Ukraine như Israel và thương Israel như như thương Ukraine thì chắc chắn là chúng ta sẽ thắng cái phe bên này. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Phương Tây sẽ thắng phương Đông. Chứ bây giờ là gió gió Đông đang thổi gió Tây các bạn nhé. Trong khi đó thì Nga hiện nay đang tuyên bố rằng là Nga sẽ đang có một cái gọi là kế hoạch gần hoàn thiện. Không biết là hoàn thiện rồi hay sao thì chắc là cái khoe. Tức là sẽ áp chế được cái Starlink của ông Elon Musk. Nếu mà Nga mà áp chế được toàn bộ, tức là vô hiệu hóa cái Starlink, là tức là cái vệ tinh mà coi như là cái trên chiến trường này, thì chắc chắn Ukraine không còn chỉ có buông súng rồi. Tức là đánh mà đánh như câm như mờ, đó là không biết là định vị như thế nào. UAV cũng thả tay luôn. Ba Lan thì hiện nay cũng hiện nay là các nước là đang hứa đấy các bạn nha, đưa Patriot đấy. Thì hôm trước là chúng ta có nói là cái tên lửa của Nga mà bắn sang hôm qua đây chơi khoảng 39 giây này, qua bên đấy, qua biên giới xong chơi là quay về nổ tại khu vực Lviv đây, cái này nó gọi là, chúng ta biết là đây là cái đấy, đây biên giới Ba Lan và với Ukraine, thì anh bay qua đây chơi tí xong anh quay về. Thế là bắt đầu là mấy anh này cái bây giờ là xong chịu đại sứ rồi các thứ, mà đại sứ Nga cũng đang đi nghỉ mát, tớ đang bận nghỉ mát nhá. Hôm qua, thế là sau đó chúng ta nhớ là coi như bên bên Ba Lan các bạn là thế, thì bây giờ bọn tao là coi như sẵn sàng các hệ thống là coi như là ở bên này đặt ngay biên giới đây, có thể là bắn hạ luôn, tức là các cái tên lửa của Nga nếu mà phóng phóng có hiện tượng là qua chứ chưa qua, tức là sẽ đánh luôn gục luôn tại đây. Chúng ta hồi trước chúng ta đã nói rồi, đánh gục luôn ở bên biên giới của Ukraine, chứ bây giờ cái xâm phạm mà nói là không 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 nhận. Bây giờ cũng múc luôn ở đây, mà múc lại đây là khác rồi đấy các bạn nha. Thế thì múc ở đây thì bây giờ nó lại liên quan đến câu chuyện, tức là bây giờ Ba Lan không cần đưa cho Ukraine Patriot, mà đặt Patriot ở đây nó cũng có độ phong tỏa là đủ sai mà các bạn. Độ phong tỏa nó sai như thế này thì bây giờ nó việc gì nó phải đưa qua qua cho ông này, nó cứ để bên này. Tức là ông Nga nó cứ loạn quạng ở khu vực này là có thể là nó bục được, tức là nó bắn hạ được. Nhưng mà nếu mà bắn hạ cái kiểu như thế này Nga cũng không để yên đâu. Nhưng mà để trấn an cho Ukraine và thể hiện mình cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mà tôi cũng lo phòng thủ tôi, cho nên là Patriot của Ba Lan, trên đất Ba Lan sẽ bảo vệ cái biên giới bên Ukraine
các bạn cái hiểu cái ý đó đó, cái ý đó là cũng là cái ý nó cũng là bất lợi cho Nga. Tức là bây giờ anh cứ bay đi cái khu vực này là nó bắn, còn nếu mà nó bắn mà Nga động thái của Nga thế nào thì chúng ta để từ từ xem sao. Tức là nó sẽ tận dụng tối đa các cái hệ thống phòng không của phương Tây để mà coi như giữ cho Ukraine, đặc biệt là cái kho dự trữ khí đốt rất sâu ở đây mà Nga khoan hai ba lần rồi. Người Pháp thì hiện nay người ta nói là số đến Odessa, chắc là một số nhà máy xí nghiệp gì đang đang làm chế tạo vũ khí đây, thì người ta bảo thôi thôi tới 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 một là tới về Kiev, hai là chắc là tới qua Kishinev của Moldova, không thì tới cho tới biến về lại Paris thôi. Nói chung là ở đây nó không có điện, bây giờ cứ bật máy lên cái một lúc tắt, bật 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 lên máy tắt, là có hôm là cứ cái mùa mùa hè mùa đông gì mà cứ đổ cả mồ hôi ra sao làm việc, tối thì không thấy đường, là không lẽ là thắp nến mà đi bật internet làm sao được, mà Nga đã đánh cho mày tối thui luôn, làm gì mà có cái chuyện mà lại bật internet, nó không chịu nổi mà nó sống không không thể sống được Odessa này. Đấy. Đấy là điều tốt. Rồi một cái vấn đề nữa là chúng tôi là phải báo cáo ngay với quý vị và các bạn, tức là nhiều bạn cứ hỏi là thế cái đám mà lính ở cái chỗ Slovyansk là gần Kramatorsk đây, đây Slovyansk đây, đây thì sao mà Nga cũng chưa đánh. Báo cáo quý vị là hôm nay múc rồi ngay đây, lính Pháp hiện nay đã lên được tại khu vực này, chỗ là Nga là coi bơm vào có khả năng là đi hai cái cây xa rồi. Đấy. Bơm vào đây đúng các anh đang các khẩu đội các anh bàn bạc cách bắn như thế nào ABC, nói chung cái loại này thì nó cũng dễ bắn, như chúng ta biết là cái loại cây sa này thì nó cũng là cái dạng pháo tự hành đấy, nhưng mà nó có thể nói là tốt nhất thế giới hiện nay, và chúng ta biết đấy là nó có cái tầm bắn là 46 km đấy, tức là nó sẽ giữ cái vùng này, vùng Siverd và thậm chí là cả cái vùng phía trên này, sáng chúng ta nói là Kupian Liman này, đây Liman này, trên kia là Kupian đấy, có thể là giữ cho Kramatorsk và thậm chí là cả khu vực Chasovia đấy, thì chúng ta biết là từ 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 chỗ mà Bakhmut này mà ra Chasovia đây là 11 cây, thì nó là bốn mấy cây thì ở đây là nó bắn tới rồi, đây là coi như là cái chỗ này 11 cây thì cái chỗ này nó cũng cũng hai mấy 30, cho là coi như nó từ đây nó bắn thoải mái từ Chasovia bắn thoải mái tới Siverd, bắn thoải mái là Liman đây kể vô, đây là cái chỗ Tarani lòi lòi này, bắn hơn thế nữa, và có thể nó phòng thủ ở đây, nó phòng thủ đương nhiên là cho cái Kramatorsk này rồi, và nó sẽ phòng thủ luôn cho cả cái Konstantinovka. Chúng ta cứ nhìn cái cây này là 10 11 10 cây thì cái này nó phải gấp 4 lần nó phải ra tới đây. Đấy, tóm lại là nó có thể nó giữ được rất nhiều. Dài như thế này. Dài. À, cứ nói tương đối như vậy thôi, đấy nó phải dài cỡ đó, nó gấp 4 lần, cái cây này chia làm 4 này đó. Cho nên là ở đây, thế là các anh khẩu đội các anh kéo vào đây, hiện nay thì Pháp đang nói rằng sẽ cung cấp là khoảng 78 cái hệ thống này đấy. Mà chúng ta biết là cái loại này nó có thể tự hành mà, tức là nó trên cái xe của bánh lốp là nó kéo đi kéo đâu là đậu xuống bánh bánh xong cái là chạy, thế nên nó có thể là chạy được 600 km, 600 km lớn đấy các bạn nhé, toàn bằng Hà Nội và tới Đồng Hới. Rồi sau đó là coi như là hơn chưa tới Đồng Hới đâu, tầm là coi như là quá Nha Trang, từ từ Phú Yên mà tới Sài Gòn 600 cây và có thể đạt tốc độ 80 km/h, và các loại này thì có thể nó chở bằng các loại IL-76 hoặc là C-130 mấy máy vận tải cỡ lớn đấy, thì chở được các anh này, thì mỗi một khẩu đội của nó là có 18 quả pháo, pháo loại 155 đi các bạn nhé, và cứ 6 phút là bắn một quả, nói chung là tự động đấy. Và giá của một em này là từ 5 đến 7 triệu đô la Mỹ tùy cái loại, gọi là đời, tùy cái đời. Đấy. Thì hôm nay thì là coi như là chúng ta biết là 200 tên đang ở đây, nhưng mà đánh vào cái chỗ doanh trại này thì tôi nghĩ là không nhiều, bởi vì nó bảo là đánh vào cái chỗ huấn luyện, Nga đánh trúng vào cái chỗ huấn luyện của cái đám Pháp với lại Ukraine đang thực hành về cái pháo này, thì chắc là cũng khoảng vài chục em thôi, không nhiều. Nhưng mà rõ ràng là lính Pháp lần đầu tiên là tới các địa điểm mới để mà chiến đấu, thì chưa chiến đấu thì đã lên được thăng thiên. Một số là bây giờ bảo đòi về này các bạn nhé, còn không không thì tôi về tôi làm giống như trợ giảng, hay là tức là trợ lý cho cái giảng, hoặc là tôi huấn luyện thôi, chứ tôi không vào đây nữa. Sau khi mà sáng mới sáng nay các bạn, lúc 7 giờ sáng này, tức là lúc đấy là chúng ta là khoảng giờ Việt Hà Nội là 11 giờ, thì lúc đấy là chúng tôi lên video rồi, cho nên cái thông tin này có rồi mà không nói được.
thì chúng tôi phải nói về cái này. Có một câu hỏi, tức là một số người Mỹ và người Đức người ta đang hỏi, thế thì bây giờ cái Patriot nó tốt như thế, thế thì bây giờ đem giúp cho họ đi, chỉ qua cái cũng như cái giúp thì được, xưa nay cũng giúp rồi, thì bây giờ giúp đi chứ, nhưng bây giờ lại thôi. Thế là bảo không, qua bên đấy thì qua bên 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 Ukraine nó không có hợp, và có gì đâu không hợp, thì là nó sống không có lâu, tức là tuổi thọ của một cái Patriot người ta tính là hiện nay là như như quân đội Nga tính là tuổi thọ là mỗi một khẩu ở đây qua đây á, giấu đó, nếu mà trường hợp giấu mà coi như không có khui ra mang ra mà giấu, cứ đắp mền giống đắp chăn giống như là Abraham ấy, thì không bao giờ chết. Khó, nói chung là cũng có, nếu phát hiện ra thì phải đi, chứ không phát hiện ra thì rất khó. Nhưng mà nếu mà ra trận, nếu ra trận hoặc là khai hỏa thì tuổi thọ là mỗi một em là một tuần, tức là 7 ngày. Thế nên là dân Mỹ nó bảo ô thế thôi, đúng là không 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 cung cấp là đúng rồi, mỗi em cứ 1 tỷ đến 1,5 tỷ, thì nó cũng phải ít đâu, tất cả các bệ phóng, tất cả các cái tên lửa đó, lắp trong đấy nữa, thì chưa nói là một cái đội gọi là binh hùng tướng mạnh là phải 90 em đi đi với một khẩu đội đó, mà đi tới đâu là lê tha lê thế, mà có chạy rút nhanh thì là cũng phải 30 phút, chứ không phải giống như cái anh tự hành này, cái anh pháo ở Khisha tự hành này thì nó còn chạy nhanh đấy. Cho nên là hiện nay, nhưng mà bây giờ là nước sôi lửa bỏng quá, bây giờ nó kêu gào như thế thì cứ là đẹp qua đấy, phòng thủ. Nhưng mà tôi nói là bây giờ có phòng thủ thì chắc là Kiev thôi, tại 20 tháng 5 này là coi như anh kia anh lột vai về áo rồi, thì chắc chắn là sẽ bơm vào đấy rồi, và một số cái chỗ mà quan trọng như chúng ta sáng chúng ta đã nói, tức là Kharkov, Lvov, Odessa, Kiev, còn lại 2 3 cái thì bắt đầu là quăng quăng ra cái ngoài chiến hào, mà cái nào mà ra ngoài mặt trận thì nhanh nhanh đi hơn, mà thậm chí trừ đi bớt 2 cái là của ông Ba Lan cũng để sẵn biên giới, là coi như thằng nào mà ông cũng sắp bay tới Ba Lan là ông bắn rơi trên trên đất Ukraine kìa. Đấy, cho nên nó có khả năng còn có 5 cái, thì cho ông Kiev là 2 cái đi, Kharkov 1 cái là 3, ông Odessa 1 cái là 4, với một cái ông ở mặt trận cứ kéo chỗ nọ kéo chỗ kia là 5, rồi chấm hết. Còn 2 cái thì ở bên bên Ba Lan, nếu bên Ba Lan ấy, tôi nghĩ nếu mà bắn cái tên lửa của Nga mà rơi xuống ở bên đất biên giới Ba Lan thì tôi nghĩ cái Patriot bên Ba Lan chắc cũng bay. Tôi nói là bay không làm gì nhau luôn, cứ phải phải Nga phải 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 mạnh dạn lên chứ. Bây giờ Hezbollah nó cũng khen Iran, tất cả rất nhiều người là khen Iran rất giỏi, sợ quá gì cứ phải bơm một lần cho biết, bơm đi xem thằng Mỹ sẽ nhảy vào không. Tôi bảo đảm Mỹ không dám nhảy vào luôn, khẳng định luôn. Bây giờ cái gọi là cái thỏa ước an ninh, thỏa thuận an ninh này là coi như là 9 cái 10 cái rồi, mà riêng Mỹ thì chưa, mà nếu Mỹ ký thì chắc chắn là nó hoành tráng hơn, nhưng mà bây giờ là hoành tráng cũng không đỡ được thì tội tội gì ký, để là mất công nữa, mang tiếng nữa, để bảo đảm an ninh trong này mà cuối cùng là không đảm bảo được thì có phải là dại không. Cho nên Mỹ bao giờ khởi xướng ra rất nhiều các loại hiệp định, thỏa thuận, hiệp ước các thứ, xong cái là coi như là không ký, kể cả cái ICC coi như tòa hình sự quốc tế không ký, là coi như công ước về luật biển năm 1981, năm 1982 UNCLOS không ký, rồi bây giờ các cái nọ kia anh rút ra hết rồi, cái gọi là cái biến đổi khí hậu không ký. Đó, nó là như vậy, nhưng mà vẫn là thao túng tất cả những người đã ký. Mày mày trong mày thành viên, mày bắt thằng kia đi, thằng kia thì bắt thằng này đi, cái kiểu như vậy, nhưng mà tớ không ký. Đó, nó là như vậy chứ, có phải khôn lắm, cho nên là không bắt ấy được anh đâu. Đấy, cho nên là hiện nay nếu mà nói về thỏa thuận an ninh của Mỹ với nước ngoài phải số 1 đó là Israel, tức là gần như bảo đảm 100%. Đấy. Còn nó làm đúng là nị hoặc là trì hoãn hoặc là hứa hứa lèo, tức là hứa hứa gọi là hứa hão ấy, thì cũng là một cho nó vui thế thôi, chứ còn phải giữ, phải bảo vệ, bởi vì bảo vệ cho Israel là chính bảo vệ cho quyền lợi của nước Mỹ. Cái thứ hai đó là Pakistan. Pakistan hiện nay không ông nào dám đánh Pakistan luôn. Đấy. Cho nên là bởi vì nó cũng có một cái hiệp định như vậy, và bây giờ ông Ukraine cũng muốn là mình giống như là Israel và Pakistan và Ukraine, nhưng mà Ukraine thì nó khác biệt hoàn toàn với hai quốc gia kia. Đấy. Nó không phải Liên Xô cũ, nó không phải là một quốc gia, nó không có biên giới với lại các cái nước này, nó khác nhau hoàn toàn. Mỹ nó trước khi làm nó phải cân nhắc. Tôi chưa nói là Mỹ là ký xong hiệp định nó xé luôn hiệp định, ký chưa ráo mực là coi như quánh luôn. Đấy. Cho nên chưa nói là cái gọi là cái tính đấy của anh thì anh có. Đấy. Anh có cái tính đó đấy. Ký chưa ráo mực là phản bội ngay, bay chưa về nước coi như quánh luôn, ký xong xé luôn, thích ký à, để ta đừng ký thì còn có khi còn nói chuyện nhau nó còn đấy, chứ ta mà đã ký rồi cũng như không ký à. Bây giờ chúng ta tới chỗ trà xuất ra, trà xuất ra.
Trà xuất ra thì chúng ta thấy là tình hình nữa là bi đát cho Ukraine. Chúng ta đánh lại số 1 cho các bạn nào mới vào, các bạn xem. Đây là khu vực số 1, đây là số 2, đây là số 3, đây là số 4, đây là số 5. Đó. Tức là cái khu vực này thì chúng ta biết nó là biệt lập. Đấy là khu vực biệt lập, còn bên này là cái kênh. Đó. Xin lỗi các bạn, phải vẽ lại cho, thứ nhất là các anh chị lớn tuổi nhớ lại, cái thứ hai là các anh chị mới vào để biết thôi. Chứ còn các anh chị trẻ tuổi thì các anh chị biết rồi, số 2 là trung tâm. Số 3 là cái kề cái trung tâm nó cao hơn, cái số 5 là nó lại gần cái Kalinina, và cái số 6 cái số 4 này thì nó là phía 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 tây nam. Thì hiện nay cái chỗ này là nó là cái vạc rồi, thì chúng ta biết là Nga đã tấn công hầu hết là bên này, đã cắt đứt tất cả các đường này, và cái chỗ này thì Nga bỏ bom ở cái chỗ cái kênh và gần như là tầm hỏa lực, cho nên là cái này nó trở thành cái vạc, cái chát, các bạn nó gọi là cái gì đây, đó, cao chị đây. Đó, tức là cái vạc, thì cái trong này là cái lữ đoàn 25 thì nó hàng rồi, thế là bây giờ là cái bộ chỉ huy như sáng chúng ta nói là bắt đầu nó đưa về và nó bắn, nó đưa cái lữ đoàn 67 vào. Thì lữ đoàn 67 vào thì hiện nay thì là khi vào thì họ thấy là không có đường ra, mà bây giờ là họ biết là vào cái vạc này của Nga rồi, chết rồi. Thì bây giờ họ đang bắt đầu viết thư cho tất cả người thân, người gia đình, vợ con ấy, các thứ là thôi là chúng tôi trong này là coi như chắc sắp ra đi rồi, sắp chết rồi, không còn lối nào khác. Trong này cũng có khoảng 200 lính các bạn nhé, còn đi ra cái lữ đoàn mà 25 là nó thịt đấy cũng trăm mấy giá thịt, nhưng mà các bạn đừng có nhầm với 200 cái bà hàng, tức là nói một tiểu đoàn mà không tới tiểu đoàn đâu, tức là nửa tiểu đoàn 200 là chỗ Uman là cách đây mấy ngày là khác các bạn nhé, nó không phải cho nhiều khi là các bạn nghe cái kênh khác là lấy 200 là không biết cái 200 nào đấy. Đây là 200 này, 200 mới, thì nó nói một lữ đoàn cho nó ác thế thôi, chứ còn Nga thì không cần biết chúng mày một lữ đoàn hay một tiểu đoàn hay nửa tiểu đoàn hay không quan trọng, tóm lại là nằm trong cái vạc rồi. Thì Nga hiện nay là đang gọi rồi, thì đã nói là nếu mà hàng thì sẽ đi tới cái chỗ A chỗ B đó và làm những cái động thái như vậy sẽ có các chiến binh của chúng tôi tới đón và theo đúng ám hiệu đã hiệu lệnh như vậy để đi, thì tối nay không biết là có chuồn ra theo cái chỉ dẫn của Nga không. Đấy, nếu mà chỉ dẫn theo đúng chỉ dẫn cứ hai tay trên đầu là coi như là cứ cúi mặt xuống dưới đất, ông nào ngẩng lên là bỏ như thế thôi, lại đi theo. Nếu mà được như thế thì cái số này sẽ được giải thoát, hay nói cách khác là trà xuất ra cái khu vực tiền tuyến này sẽ ra đi. Thế ngoài ra thì Nga hiện nay đang có những cái bước tiến rất là, chúng ta biết là đột phá từ Puanovka đến Kaliningrad, và Nga sẽ đánh thẳng vào cái gọi là khu phố năm này. Chứ trước đây thì chúng ta thấy đã áp qua đây là bắt đầu sẽ đánh vào đây, nhưng mà đây là chúng ta biết là bắt đầu đã đánh bom rồi. Đấy. Để coi như là rung cây gọi dọa khỉ thôi, bên phải không đi được rồi, bên trái thì coi như có thể đi được nhưng mà nó là núi, và Nga đang tiếp tục là tấn công vào số 4. Đấy. Tôi thấy đánh này quá hay luôn, nếu mà đánh số 4 với số 4 với số 5 này thì mà bên số 1 thì là coi như là xong rồi này, coi như chưa 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 xong các bạn ấy, nhưng mà coi như là xong. Đấy. Bởi vì bao vây hoàn toàn rồi, không còn cái đường nào đi ra đi vào, cái đường kênh đây thì qua thì không được rồi, hỏa lực hết toàn bộ, thậm chí có cả trinh sát Nga, còn phía Bắc thì thế rồi, phía Nam thì thế rồi, còn 30 ngày nay còn mỗi có cái phía phía Đông. Đấy, bây giờ về cứ cứ úp mặt xuống, cúi mặt xuống, giơ hai tay lên đầu thì có còn còn được sống. Thì hiện nay là như vậy, cái tình hình trà xuất ra hiện nay là ngàn cân treo sợi tóc, và ông Syrky ông cũng nói rồi, là bây giờ là thanh trừng cái đám 25 cho 67 vào, thì cái thằng bọn 25 này bây giờ cho nó rút về nó cũng bắn chết, mà cái bọn 67 vào đây thì cũng có khi lại hên. Đấy, có khi lại hên chứ không không có xui đâu, vào đây nếu mà coi đầu hàng Nga không khéo là sống. Cho nên nếu mà Syrky nó biết là bọn này vào đây mà tiếp tục hàng nữa thì còn chịu thôi, chứ còn lực lượng nào đâu mà đổi, không lẽ bây giờ lại đánh pháo 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 kích vào đầu của lính mình. Đấy, tôi nghĩ cái này thì nó chưa, tức là thằng nào mà phản đối thì nó đưa về nó bắn thôi, về tuyến sau là bắn hoặc là đưa đi các đơn vị khác. Cho nên chỗ cha xuất ra là chúng tôi thấy là tình hình rất là khó khăn, thì hiện nay cũng đang cấp báo cho người nhà khắp nơi rồi. Đấy, và bà có ai có quen có biết người Nga người biết rồi như nào đó, trong này cũng có người Nga, nhưng mà ý nói tức là để mà chúng muốn đầu hàng thì đầu hàng bằng cách nào, thì Nga cũng đang đang tiếp thị cái chỗ này rồi. Thì tiếp theo chúng ta đến cái chỗ Cherestine, tức là Adipka. Chỗ Adipka này thì chúng ta thấy là hồi sáng chúng ta đã nói rồi, đang đang tiến lên khu vực này, khu vực này đang đánh này, mà nói chung là đang đang có những cái
tổn thất và sẽ đánh như thế này, mà chưa đánh thôi. Thế còn cái chỗ này là bắt đầu Nga cũng đang tiến dần lên, cố gắng là tiếp cận, chưa tiếp cận được. Chỗ này thì đang đánh ra và đại Nga đã ra tới cái đường này rồi. Đây nó có một con đường này các bạn. Đây là cái con đường nó chỗ Echeret xuống này, cho nên cái anh Berdichi này là anh hay ấy ra này, thì hiện nay là coi như là cái Berdichi với lại Simonovka ở dưới là coi như bị bao vây hoàn toàn. Tóm lại là con ra bây giờ anh đi ra đây anh cũng đụng hàng, cho nên là bây giờ cũng chỉ có đầu hàng là tốt nhất thôi. Đây Berdichi và Simonovka, thì Simonovka có cái ngã ba này thì sáng chúng ta nói là tiêu diệt ngay cả ba này. Ngã ba này tiêu diệt rồi, không nói rồi, bây giờ mình ra chạy tới đây cũng bị tiêu diệt. Đây nó có hàng cây các bạn nhé, tức là cái đường nó có hai hàng cây hai bên này đó, thì coi như ra tới đây cũng bị. Tóm lại là Berdichi và Simonovka thì nói chung bỏ túi rồi, kiểu ra bóp thì lúc nào lại bóp thì chứ còn nói chung là hứa rồi. Còn cái chỗ phía dưới này thì không chưa 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 có chưa chưa có mà cái chắc là tôi nghĩ là Nga bí mật thôi, chứ cái này đang bỏ túi đây, đang bỏ túi. Tức là thì đang rình tối nay đánh thì tự nhiên nói cho tôi Nga này thì coi như là chúng ta ai biết hết thì là không được. Tôi nghĩ rằng là chắc là đang âm thầm bỏ túi. Ở cái chỗ này thì nước linh láng ở đây rồi thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ các cái đường mà đi xuống dưới này, toàn bộ cái đường này, đường chính này, đường chính này, đây, đường chính thì chúng ta biết là đây cái đường vào Krasnovka. Thì hiện nay cái chỗ này, khu vực này Krasnovka này thì Nga chúng ta thấy là bị hồi sáng người ta nói đấy, tức là bị hôm qua thì cũng tiến lên nhưng bây giờ bị đánh chỗ này rồi, bây giờ đánh tiếp chỗ này các bạn nhé. Được đánh tiếp chỗ này là Nga bây giờ là đang tổn thất ở đây. Chúng ta xem cái video là coi như hiện nay là đang đánh là UAV của bên Ukraine đang đánh các cái lực lượng của Nga tại khu vực này, rất là khó khăn để mà giữ. Ngoài ra cái khu vực phía trên này thì Nga đang tiến lên đây. Đấy, chúng ta thấy là tiến lên đây thì cũng đang bị UAV đánh rất là dữ. Nói chung các video tôi chiếu ở trong cái đoạn này là các bạn biết đấy là Nga đang chịu đòn, tức là nổ niếc các thứ này là coi như bên kia đánh chứ không phải là Nga đánh các bạn nhé. Nó vừa là pháo kích, nó vừa UAV cảm tử nó lao vào cái chỗ khu vực của Nga. Nói chung chỗ Krasnogorovka này thì Nga đang vất vả. Cái chỗ này là tuy cắm cờ đây, cắm cờ Nga đây, nhưng mà có cái là nó đang đánh vào, đang đánh vào khu vực này. Hiện nay thì cái khu vực Krasnogorovka thì Nga chỉ có đánh bằng cái cách là chủ yếu là bằng Su-34 là coi như ăn rồi, ném bom suốt các cái chỗ này. Rồi bây giờ cả phía Tây này. Và có một cái lực lượng của Nga có lẽ là đi theo cái ven cái phía dưới này để bây giờ đang đánh theo kiểu đánh bọc vào đây. Thì chúng ta biết là cái chỗ này nó có một con đường, nó cũng có một con đường các bạn này, nó có một con đường đi vào cái chỗ này. Còn trên này nó có cái đường thì chúng ta biết là nó đấy, thì nó bị nước rồi đấy, nó bị nước lênh láng ở đây, cho nên là Nga hiện nay đang đánh theo kiểu này. Nói chung Krasnogorovka rất là khó đánh. Tôi rất là mong Nga cái cách nào đó phải đánh bằng được chỗ này. Thì ở trên kia này nước rồi thì nó cũng sẽ là không có viện binh thôi, nhưng mà nó cũng sẽ đi được nhưng mà nó chậm thôi, khó khăn trong cái vấn đề vận chuyển thôi. Và Nga phải làm sao mà đánh từ Nevesky đánh xuống cho bằng được cái chỗ này. Nếu mà khó quá thì tôi nghĩ là cứ băm thôi, cứ là coi như là cứ coi như là cứ 1.000 với 1.500 cứ băm nát cái chỗ này, cái là nó Anaso nó chui vào ở giữa, nó chui vào giữa đây. Cái chỗ này là cái chỗ lý tưởng nhất để chúng ta trú ngụ, chứ còn cái chỗ này thì cũng đang đánh nát rồi. Cái chỗ này khu công nghiệp ở phía dưới trung tâm này, Nga thì đang bỏ bom nát ở khu vực này đấy, thì coi như cho nó chui hết vào cái rọ này rồi bắt đầu đánh. Mà có lẽ là Nga cũng đang tính theo cái đường đó, nhưng mà chỗ này đang đổ máu nhiều, hiện nay Nga đang đổ máu nhiều thì Nga là muốn đánh theo cái kiểu này đây, tức là sẽ làm cái vạc trên này, thì trên này bắt đầu là làm cái vạc trên này. Nếu mà đánh phía đông là đánh không được, phía đông này đánh vào không được này thì sẽ phải làm cái vạc kiểu như thế này. Tôi nghĩ là như vậy. Ở đây thôi chứ không đánh vào đây được đâu các bạn nhé. Chỉ là coi như là cái vạc này đấy toàn bộ. Đây là tương lai, tôi đang vẽ tương lai. Chắc là đánh như vậy thôi. Tôi thấy là đánh quắc kiểu này với cái chỗ nước này thì sau khi lấy được cái Karolovka ở trên thì bắt đầu đánh từ trên đến đánh xuống luôn. Đấy, sau khi nước rút là Nga sẽ chủ động, hơn ai hết là chủ động sẽ đánh xuống. Thì lúc đấy với chết này, này toàn bộ là coi như các cái đường vào đây sẽ không còn, cắt giống như Chasovka luôn. Cắt con đường này chúng ta ra ngoài tí này. Chúng ta ra ngoài tí này thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái chỗ mà cái nước này, nước đây nó lênh láng đây thì con đường vào đây nó là đây, thì đây là nó có một con đường mà lúc nãy chúng ta nói là Nga đang muốn là đánh bọc lên đấy, bọc lên đây. Đây thì nó có một con đường nó ra thế này, nó ra theo cái dòng nước này, đây có hồ, trên này nó có một cái đường đấy, và chỗ này nó có một cái đường luôn.
thì Nga phải cắt được cái đường này để Nga bắt đầu đánh. Chúng ta thấy là cái toàn bộ chỗ này nó không có một cái chữ cái nào hết, tức là không có làng có xã gì đó, chắc chỉ có cái hồ nước hồ nước gì đấy thôi, đại khái thế. Đấy, cho nên là bây giờ là cái chỗ này ta đánh rất khó, mà bây giờ cái chỗ này ấy, là cái khu vực là chúng ta thấy màu vàng là công sự nó rất là dày đặc. Thế thì bây giờ Nga là đang chỗ Navaskha là Nga đang đánh xuống, cho nên bây giờ phải giải quyết cho nhanh cái khu vực trên trên cái bầu này này, cái bầu này mà tôi nói lúc nãy im im đấy, đấy là cái chỗ mà Netanova này, rồi Umanske và Jasenovodka, đấy ba cái này anh phải lấy cho bằng được cái chỗ này, cho anh không có lo lắng chỗ này nữa. Đấy, bắt đầu anh mới đánh xuống này, đánh xuống đây anh lấy cái chỗ này, sau đó mới nóng ra cái chỗ này. Đấy, thì cái chỗ này lên là nóng chỗ này thì lúc như tôi lúc nãy tôi vẽ thì lúc đấy nó còn cái vàng, còn cái này thì đương nhiên cái đường này là ta phải phải chặn hết rồi. Đấy, còn đây là nước là ở đây, ta cứ tưởng tượng như vậy, nước đây cái hồ đây, nước đây đang lũ lụt trong khu vực này, chả ai đi được hết. Đấy, nó đánh bây giờ cái này rất khó, cái này rất là kiên cố các bạn nhé, cái này tôi nói kiên cố thì dễ sợ luôn, nếu mà có thua là thua Anika thôi. Đấy, cho nên cái này cũng phải cố gắng trước ngày 9 tháng 5 cho tôi cái. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái chỗ nào? Chúng ta xuống dưới này. Chúng ta xuống chỗ Novomikrovska. Cái chỗ này ấy, là giải phóng rồi, nhưng mà nó vẫn cứ là có nhì nhằng cái chỗ phía Tây Nam. Thì là bây giờ là cũng là đánh ở đây, nhưng mà bây giờ nó phía Tây Nam có một số lực lượng của Ukraine. À, Nga đang đánh lên hồi sáng chúng ta cũng nói rồi thì nó đang chặn, nhưng mà rõ ràng là cái chỗ này vẫn là đang giao tranh các bạn nhé. Đừng quên xin lỗi cái màu này, cứ mỗi lần đổi màu ở đấy, lần đổi màu nó mất công lắm đó, nó bắt đầu đang chạy về đây thì nó vẫn như lúc sáng, tình hình là như vậy. Nó có cái xóm ở phía dưới của phía nam của khu vực đã giải phóng đấy, tất cả đây thì giải phóng. Đây, tất cả đây thì đã giải phóng rồi, tất cả đây thì đã giải phóng rồi, cái chỗ phía dưới này nó đang còn đang lộn xộn tí chỗ này. Rồi cái chỗ Zaporizhia thì hôm nay này có vẻ là khởi sắc. Cái chỗ này đây là cái mỏ Pramika, sáng chúng ta nói là đánh một cái cầu đây thì chúng ta bỏ qua. Đấy, bây giờ đến cái chỗ Gulipole, cái chỗ này là chỗ đấu tăng. Đây chúng ta nhớ đây là cái mỏ Pramika hồi sáng nói này, còn đây cái chỗ Robotina này, còn đây ở giữa nó là Gulipole. Chúng ta phải định vị nó thì chúng ta cũng nhớ được chứ, bây giờ đó cái Gulipole này dưới là Volohi này, Volohi của Nga hồi xưa nói là định đánh tăng đây, nhưng mà họ không qua được cái hệ thống phòng thủ bằng vàng đây. Còn đây là cái mỏm Vremnica, sáu cái làng đây, còn đây là Robotina, còn đây là Orykhov, đại bản doanh. Thế bắt đầu hôm nay thì Nga bắt đầu là Nga đánh vào đây rất dữ dội, dữ dội. Còn các cái chỗ hôm trước thì chúng ta biết đây Chervona rồi Malinovka, ở đây nó có con đường đấy các bạn nhé. Tôi thì tôi nhớ hết rồi chứ không 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 khỏe đâu, nhưng mà nó mở nhỏ quá không đấy. Đây là có các con đường này đó, đường này ông này đi tới đây và ông này thì thẳng xuống ở Polohi đây, còn chỗ đây ông này Mirna nhỏ quá chúng ta không thấy, thì cái chỗ này có con đường, đường vì nó đường bé ấy, nó có con đường nó đi đấy, thì coi như ông Mirna này ông đã chiếm được rồi đây rồi. Còn ông này vì lo ra đây sẽ lấy con đường này, và có cái ông này cũng ra lấy cái đường này, chỗ Bido cũng cao luôn ra chỗ Malatovichka. Thì hôm nay này chúng ta thấy là Nga đánh bom rất nhiều vào cái chỗ Malinovskaya, Chervona, Poltavka, thậm chí là đánh cả bên này, rồi đánh cả chỗ này, cũng đánh rất nhiều luôn nhé. Đương nhiên anh chàng này thì bị rồi, anh chàng này thì bị tức là pháo kích và UAV. Tôi thấy chỗ xung quanh của Gulipola này, ba bốn cái vị trí đều bị đánh bom hết, tức là có vẻ chỗ này đang vui, đang rộn ràng. Nó bởi vì trong này nó có rất nhiều đường, và nó là bắt đầu của cái bên Zaporizhia đây, thì tôi nghĩ là chắc là Nga sẽ khởi sự cái chỗ này, cũng hy vọng là như vậy. Còn chỗ Robotina này thì chúng ta hôm nay thấy cũng không có gì, chỉ có con đường này thì Nga đang đang đi đây, tức là trên này đây là chúng ta đang nói là Robotina này, cái chỗ này là Orykhov này, thì con đường này này là cái chỗ con đường này là nó nối. Nếu các bạn còn nhớ thì đây là Lobkova đấy, Piatykaki đấy, đấy là nó nối ra chỗ Orykhov này. Đấy, Orykhov thì chúng ta thấy rất nhiều đường ngã tư, từ ngã ba đó. Orykhov, lúc nãy chúng ta mới đánh dấu trắng đấy, thì nó có rất cái nhiều đường nó lên. Đang nói thì cái đường này thì là Nga đánh. Cái này cũng bằng UAV thôi, chứ không không cứ là cứ bay qua mà cứ thấy xe cộ nào là phang. Đấy. Cầu thì chưa không thấy phá cầu. Đấy, tóm lại vậy thôi. Rồi thì tóm lại là cái video này là video thứ ba trong ngày các bạn nhé, tức là sáng tôi cũng làm hai cái video, thì các bạn cố gắng là xem
cái video này tập mấy thì tôi không nhớ, nhưng mà trước cái này là có hai video. Thì thông thường là cái video buổi chiều tối này ấy, thì là video thứ hai. Đấy, thì các bạn có thể là tìm cái video thứ trước là buổi sáng, nhưng mà đây là nó là video thứ ba rồi, cho nên các bạn tìm hai cái video trưa với sáng các bạn nhé, từ hai cái video liền nhau chứ thì short video đấy. Thì tôi cho là cái video buổi sáng là cái video là Iran với Israel, cái đấy rất hay, và cũng rất cảm ơn rất rất nhiều là coi như quý vị khán thính giả là khen cái bản đồ, xem khen bản đồ, thì coi như đấy là câu trả lời của tôi đối với một số bạn mà chạy vào đám đá. Chứ tôi không thích nói nhiều, nhưng mà có cái là nó đang ăn ngon mà tự nhiên là đụng trúng một cái hợp sạn, cái nó bực mình lắm các bạn, cho nên nói chứ là tôi cũng không thích nói kiểu đó. Nhưng mà đại đa số các anh chị nói thay cho tôi là rất cảm ơn, và cố gắng là xem hai cái video trước video này. Còn tối nay thì chắc chắn tôi sẽ làm cái video nói chuyện thế giới qua quả địa cầu, ngày hôm qua tôi đã không làm rồi. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ và có bữa tối ăn ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.